Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất dị màu. Trong ngày một kiếp có tìm cầu, con nghe thế chuyên trì tụng nguyện tạo Như Lai người nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 2, Hán dịch đời Đại Đường. Tam Tạng Sa Môn Nghĩa Tịnh phẩm 3, phân biệt ba thân. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng ở trong đại chúng, đứng dậy xưa là áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, dùng hoa báu vàng vi diệu thượng hạng tràng phan bảo cái để cúng dường rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải làm thế nào để như pháp tu hành đối với sự bí mật thầm tâm của các Đức Như Lai? Đức Phật bảo: Này thì Nam, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Này thì Nam, tất cả Như Lai đều có ba loại thân, những gì là ba? Một, hóa thân; hai, ứng thân; ba, pháp thân. Ba thân như vậy bao gồm đầy đủ vô lượng chánh đẳng chánh giác. Nếu rõ biết chân chánh sẽ mau chóng ra khỏi sanh tử. Sao gọi là Bồ Tát biết rõ hóa thân? Này thì Nam, Như Lai thuở xưa ở trong các địa tu hành, vì tất cả chúng sinh tu đủ các loại pháp, tu tập như vậy cho đến khi tu hành viên mãn, nhờ lực tu hành nên được tự đại tự tại. Nhờ lực tự tại nên tùy ý theo ý chúng sinh, tùy theo hạnh chúng sinh, tùy theo cảnh giới của chúng sinh, tất cả đều rõ biết, phân biệt chẳng sớm, chẳng trễ, luôn tương ứng với chỗ, tương ứng với thời, tương ứng với hạnh, để nói pháp tương ứng. Hiện các loại thân, đó gọi là hóa thân. Này thì Nam, làm thế nào để Bồ Tát biết rõ ứng thân? Nghĩa là các Đức Như Lai vì muốn các Bồ Tát được thông đạt nên nói đến chân đế, vì khiến cho các vị hiểu rõ sinh tử, niết bàn là một vị, vì trừ kinh sợ và đạt được vui mừng cho các chúng sinh còn thân kiến, vì Phật pháp vô biên mà làm gốc, như thật tương ứng với như như, trí như như, vì lập nguyện xưa nên thân này được hiện đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân sáng tròn sau cổ, đó gọi là ứng thân. Nay thì Nam, làm thế nào để Đại Bồ Tát biết rõ, rõ biết pháp thân? Vì trừ các chướng phiền não, vì đủ các thiện pháp nên chỉ có như như, trí như như, đó gọi là pháp thân. Hai thân trước là giả danh mà có, thân thứ ba này là chân thật mà có. Và vì hai thân trước mà làm căn bản, vì sao bị liệt khỏi như như pháp của pháp, liệt khỏi trí không phân biệt, thì tất cả chư Phật không có pháp khác, tất cả chư Phật trí tuệ đầy đủ, tất cả phiền não tận diệt gốc ráo, được Phật địa thanh tịnh. Vậy nên như như pháp, trí như như bao gồm tất cả Phật pháp. Lại nữa này thì Nam, tất cả chư Phật lợi ích cho mình, cho người đã đạt đến hoàn hảo. Lợi ích của mình thì chính là như như pháp, lợi ích cho người khác thì chính là trí như như. Chư Phật có thể đối với sự lợi ích của mình, của người mà được tự tại thành tựu các diệu dụng vô biên. Vậy nên phân biệt tất cả Phật pháp có vô lượng vô biên những sự sai biệt. Này thì Nam, ví như nương vào vọng tưởng mà suy nghĩ nói ra các loại phiền não, nói ra các loại nghiệp nhân và đủ loại quả báo. Như vậy nương như như pháp, nương vào chỉ trí như như nói đủ loại Phật pháp, nói các pháp độc giác, nói các pháp thanh văn, nương vào như như pháp, nương vào trí như như, thì tất cả Phật pháp đều tự tại thành tựu. Đó là chẳng là sự trạng thái niết bàn thứ nhất. Ví như vẽ vào hư không để tạo thức được trang nghiêm đã khó nghĩ bàn, cũng vậy nương vào như như pháp, nương vào trí như như để thành tựu Phật pháp cũng khó nghĩ bàn. Này thì Nam, sao gọi là như như pháp, trí như như? Cả hai không phân biệt mà được tự tại thành tựu sự nghiệp. Này thì Nam, ví như Như Lai vào niết bàn bằng nguyện tự tại nên tất cả sự nghiệp đều được thành tựu. Như như pháp, trí như như tự tại thành tựu sự nghiệp cũng như vậy. Lại nữa, Đại Bồ Tát nhận định vô tâm, nương theo nguyện lực trước, rồi ra khỏi định, thực hành mọi sự nghiệp. Hai pháp như vậy cũng có phân biệt tự tại thành tựu sự nghiệp. Này thì Nam, với như mặt trời, mặt trăng cũng có phân biệt, gương mặt, nước không có phân biệt, ánh sáng cũng không phân biệt. Ba loại hòa hợp lại thì có hình ảnh sinh ra. Như vậy, như như pháp, trí như như cũng không phân biệt. Do nguyện tự tại, chúng sinh có cảm nên hiện ứng thân và hóa thân như hình bóng mặt trời mặt trăng do hòa hợp mà xuất hiện.
Lại nữa này thì nam, với như vô lượng vô biên gương mặt nước nương vào ánh sáng nên ảnh của hư không được hiện đủ loại tướng khác nhau. Hư không tức là vô tướng. Này thiện nam, như vậy những đệ tử nhận được những sự giáo hóa chính là ảnh của pháp thân, cho nguyện lực nên đối với hai loại thân thể hiện vô số tướng mà ở lãnh vực của pháp thân không có tướng nào khác. Này thiện nam, nương vào hai thân này, tất cả chư Phật nói niết bàn hữu dư. Nương vào pháp thân này, chư Phật nói niết bàn vô dư. Vì sao? Vì tất cả pháp còn lại đều diệt hoàn toàn. Nên vào ba thân này, tất cả chư Phật nói niết bàn vô trụ xứ. Vì hai thân nên chẳng trụ niết bàn, ly khỏi pháp thân không có Phật nào khác. Vì sao hai thân chẳng trụ niết bàn? Vì hai thân là giả danh không thật, từng niệm sinh diệt, chẳng tồn tại nhất định, thỉnh thoảng xuất hiện do bất định. Còn pháp thân thì chẳng vậy, nên hai thân chẳng trụ niết bàn. Còn pháp thân chẳng hai, vậy nên chẳng trụ niết bàn. Nên nương vào ba thân nói niết bàn vô trụ. Này thì nam, tất cả phàm phu về ba tướng nên nói có trói buộc, có chướng ngại. Xa lìa ba thân, chẳng đến ba thân. Những gì là ba? Một, tướng biến kế sở chấp. Hai, tướng y tha khởi. Ba tướng thành tựu. Cái tướng như vậy chẳng thể hiểu, chẳng thể diệt, chẳng thể tịnh, vậy nên chẳng được đến giữa ba thân. Ba tướng như vậy có thể hiểu, có thể diệt, có thể tịnh, vậy nên chư Phật đầy đủ ba thân. Này thì nam, những người phàm phu chưa thể trừ được ba tâm này, nên xa lìa ba thân chẳng thể được đến. Những gì là ba? Một, tâm khởi sự. Hai, tâm ý căn bản. Ba, tâm căn bản. Nương các đạo điều phục thì tâm khởi sự diệt. Nương theo pháp đoạn đạo thì tâm nương theo căn bản diệt. Nương theo đạo tối thắng thì tâm căn bản diệt. Tâm khởi sự diệt được hiện hóa thân. Tâm nên căn bản diệt nên được hiển bày ứng thân. Tâm căn bản diệt nên được đến với pháp thân. Vậy nên tất cả Như Lai đầy đủ ba thân. Này thì nam, tất cả chư Phật ở thân thứ nhất cùng chư Phật đồng sự ở thân thứ hai, cùng chư Phật đồng ý ở thân thứ ba, cùng chư Phật đồng thể. Này thì nam, thân Phật đầu tiên này tùy theo ý của chúng sinh có nhiều loại nên hiện đủ loại tướng. Vậy nên nói là nhiều. Thân Phật thứ hai vì đệ tử một ý nên hiện một tướng, vậy nên nói là một. Thân Phật thứ ba qua khỏi tất cả tướng và phải cảnh giới chấp tướng, vậy nên nói là chẳng một chẳng hai. Này thì nam, thân thứ nhất nương vào ứng thân được hiển hiện, thân thứ hai nương vào pháp thân được hiển hiện. Pháp thân là chân thật có, không hề nương tựa. Này thì nam, như vậy ba thân vì nghĩa có mà nói đến thường, vì nghĩa có mà nói đến do thường. Hóa thân thì luôn luôn vận chuyển pháp luân khắp nơi nơi, tùy duyên mà phương tiện nối tiếp nhau chẳng đoạn dứt. Vậy nên nó là thường, chẳng phải là căn bản, nên đầy đủ đại dụng. Chẳng hiển hiện nên nó là vô thường. Ứng thân thì từ vô thị đến nay nối tiếp nhau chẳng đoạn dứt. Tất cả pháp bất cộng của chư Phật có thể giữ được giữ gìn. Chúng sinh là không cùng tận, nên dù dụng của ứng thân cũng không cùng tận. Vậy nên nó là thường, chẳng phải là căn bản, nên đầy đủ các dụng chẳng hiển hiện và nó là vô thường. Pháp thân thì chẳng phải là pháp thực hành, không có tướng khác, là căn bản nên giống như hư không. Vậy nên nó là thường. Này thì nam, lìa khỏi trí vô phân biệt, lại không thắng trí. Lìa khỏi như như pháp, không có cảnh giới thường thắng, đó là như như pháp, chính là như như tuệ. Hai loại như như này, như như chẳng phải một, chẳng khác. Vậy nên pháp thân là tuệ thanh tịnh, là diệt thanh tịnh. Do hai thanh tịnh này nên pháp thân đầy đủ thanh tịnh. Lại nữa này thì nam, phân biệt về ba thân có bốn loại khác nhau. Có hóa thân chẳng phải ứng thân, có ứng thân chẳng phải hóa thân, có hóa thân cũng là ứng thân, chẳng có chẳng phải hóa thân cũng chẳng phải ứng thân. Sao là hóa thân chẳng phải ứng thân? Là các đức Như Lai sau khi vào niết bát niết bàn do nguyện tự tại nên tùy duyên lợi ích, đó gọi là hóa thân. Sao là ứng thân chẳng phải hóa thân? Là thân trụ ở Bồ Tát địa. Sao là hóa thân cũng là ứng thân? Là thân trụ ở niết bàn hữu dư. Sao là chẳng phải hóa thân chẳng phải ứng thân? Chính là pháp thân. Này thì nam, pháp thân này hiển hiện hai loại không sở hữu. Những gì là hai loại không sở hữu? Đối với pháp thân này thì tướng và nơi chốn của tướng cả hai đều là không, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải một, chẳng phải khác.
chẳng phải số, chẳng phải phi số, chẳng phải sáng, chẳng phải tối. Như vậy trí như như chẳng thấy tướng và nơi chốn của tướng, chẳng thấy chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng thấy chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng thấy chẳng phải số, chẳng phải phi số, chẳng thấy chẳng phải sáng, chẳng phải tối. Vì vậy phải biết cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh, trạng thái phân biệt không có trung gian là căn bản của đạo tịch diệt. Với pháp thân này có thể hiện hiện vô số sự nghiệp của Như Lai. Này thiện nam, nhân duyên cảnh giới xứ sở và quả báo của thân này, vì nương vào căn bản nên rất khó nghĩ bàn. Nếu rõ được nghĩa này thì thân này tức là đại thừa, là Như Lai tánh, là Như Lai tạng. Nương vào thân này được phát tâm đầu tiên, tâm tu hành các địa, được hiển hiện tâm của quả vị không thoái chuyển, cũng được hiển hiện tâm nhất sinh bộ xứ, tâm kim cang, tâm Như Lai, thể hiện vô lượng vô biên diệu pháp của Như Lai, tất cả đều hiển hiện. Nhưng vào pháp thân này sẽ được hiển hiện đại tam muội không thể nghĩ bàn. Nhưng vào pháp thân này được hiện tất cả đại trí. Vậy nên hai thân nương vào tam muội, nương vào trí tuệ mà được hiển hiện như pháp thân này. Nương vào tự thể nó là thường, nói ngã nương vào đại tam muội nó nói đến lạc, nương vào đại trí nó nói thâm tịnh. Vậy nên Như Lai thường trụ tự tại an lạc thâm tịnh. Nương vào đại tam muội tất cả thiền định tu nghiêm, tất cả niệm xứ đại pháp niệm, đại từ đại bi tất cả đại lanh ni, tất cả thần thông, tất cả tự tại, tất cả pháp đều bao gồm trong bình đẳng. Các Phật pháp như vậy tất cả đều xuất hiện nương vào trí đại trí này. Mười lực bốn vô sở, bốn vô ngại biện, 180 pháp bất cộng, tất cả pháp hy hữu chẳng thể nghĩ bàn đều hiển hiện. Ví như nương vào ngọc báu như ý, vô lượng vô biên các loại trân bảo đều được hiện ra. Còn về nương vào ngọc báu đại tam muội và ngọc báu đại trí tuệ, có thể phát sinh vô lượng vô biên các loại diệu pháp của các đức Phật. Này thì nam, như vậy pháp thân, tam muội và trí tuệ vượt qua tất cả các tướng, chẳng lẽ thuộc vào tướng, chẳng thể phân biệt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, đó gọi là trung đạo. Tuy có phân biệt nhưng không thể không phân biệt, tuy có ba số mà không có ba thể, chẳng tăng chẳng giảm giống như mộng huyễn, cũng không có đối tượng chấp, cũng không có chủ thể chấp. Pháp thể như như là xứ sở của giải thoát, vượt qua cảnh giới ma chết, vượt qua sự tối tâm của sinh tử, tất cả chúng sinh chẳng thể tu hành, chẳng thể đạt đến được, là trú xứ của tất cả chư Phật Bồ Tát. Này thì nên với nhiều có người ước muốn có được vàng, tìm kiếm khắp nơi liền được quặng vàng, đã được quặng rồi với ấy nghiền nát ra, cho lấy phần tinh rồng cho vào lò nấu luyện, người đó được vàng sạch, rồi tùy ý làm thành những vòng xuyến, nhiều đồ trang sức, tôi có những công dụng khác nhau, nhưng tính vàng chẳng biến đổi. Lại nữa này thì nam, nếu thiện nam thiện nữ cầu giải thoát thù thắng, tu hành việc thiện ở đời, được thấy Đức Như Lai và chúng đệ tử, được gần gũi rồi liền bạch bạch Thế Tôn, những gì là thiện, thế nào là chẳng thiện, và tu hành chân chánh như thế nào để được hạnh thanh tịnh. Các Đức Phật Như Lai và chúng đệ tử khi thấy những người đó hỏi, thì suy nghĩ những thiện nam thiện nữ này chắc là muốn cầu thanh tịnh, muốn nghe chánh pháp. Chư Phật và chúng đệ tử liền vì những người ấy nói pháp, khi cho họ được khai ngộ. Những người đó đã nghe rồi, thì chánh niệm, ghi nhớ, hộ trì, phát tâm, tu hành, được năng lực tinh tấn, tiêu trừ nghiệp chướng biến trễ, diệt tan tất cả các tội. Đối với những học xứ liệu bỏ sự chẳng tôn trọng, chấm dứt tâm trào hối, nhập vào địa thứ nhất. Nếu vào tâm địa thứ nhất hành giả trừ chướng ngại, làm lợi lạc hữu tình, thì được vào địa thứ hai. Ở trong địa này trừ chướng ngại về chẳng bức ngạc thì thể nhập vào địa thứ ba. Ở trong địa này trừ chướng ngại và tâm lưu nhiễm thanh tịnh thì vào được địa thứ tư. Ở trong địa này trừ chướng ngại và phương tiện thiện xảo thì vào địa thứ năm. Ở trong địa này trừ chướng ngại về việc thái chân đế, lục đế thì nhập vào địa thứ sáu. Ở trong địa này trừ chướng ngại về thấy rõ hành tướng thì nhập vào địa thứ bảy. Ở trong địa này trừ chướng ngại về chẳng thấy diệt tướng thì nhập vào với địa thứ tám. Ở trong địa này trừ chướng ngại về chẳng thấy sinh tướng thì nhập vào địa thứ chín. Ở trong địa này trừ chướng ngại lục thông thì nhập vào địa thứ mười. Ở trong địa này trừ sở tri chướng, trừ tâm căn bản thì vào Như Lai địa. Như Lai địa do có ba tịnh nó gọi là cực thanh tịnh. Những gì là ba tịnh? Một, phiền não tịnh; hai, khổ tịnh;
ba tướng tịnh. Ví như vàng ròng nấu chảy đã được tôi luyện, đã thiêu đốt luyện đập rồi thì không còn bụi bẩn, như bản tánh thanh tịnh của vàng được hiển hiện. Thể của vàng thanh tịnh chẳng phải là không có vàng. Ví như nước đục ngưng láng sạch trong, không còn cặn bẩn, mà tánh sạch trong của nước được hiển hiện thì chẳng phải là không có nước. Như vậy pháp thân cùng với phiền não lẫn lộn, nếu trừ khổ tập rồi không còn tập nào, mà tánh thanh tịnh của Phật được hiển hiện chẳng phải là không có thể tánh. Ví như hư không bị sự ngăn che của khói mây bụi mù, nếu trừ hết sự ngăn che rồi thì có hư không thanh tịnh đó chẳng phải là không có hư không. Như vậy pháp thân mà tất cả các khổ đều hết nên nói là thanh tịnh, chẳng phải là không có thể. Ví như có người trong giấc ngủ mơ thấy nước sông lớn cuốn trôi thân mình, vận động tay chân các dòng chảy mà bơi qua đến bờ bên kia, do thân tâm người đó chẳng lười biếng có lui, từ trong mơ tỉnh ra rồi người đó chẳng thấy có nước và bờ này bờ kia riêng biệt, đó chẳng phải là không có tâm. Sinh tử vọng tưởng đã diệt hết rồi thì sự giác ngộ thanh tịnh này chẳng phải là không có giác ngộ. Pháp giới như vậy tất cả các vọng tưởng chẳng sinh ra nữa nên nó là thanh tịnh, chẳng phải là chư Phật không có thật thể. Lại nữa này, thiện đam pháp thân này hoặc chướng thanh tịnh nên hiện ra ứng thân, nghiệp chướng thanh tịnh thì hiện ra hóa thân, để chướng thanh tịnh nên thì hiện ra pháp thân. Ví như nhờ hư không phát ra chớp, nhờ chớp phát ra ánh sáng, như vậy nếu vào pháp thân có thể hiện ra ứng thân, nếu vào ứng thân có thể hiện ra hóa thân. Do tính thanh tịnh nên có thể hiện ra pháp thân, trí tuệ thanh tịnh có thể hiện ứng thân, tam muội thanh tịnh có thể hiện hóa thân. Ba loại thanh tịnh này là như như của pháp, như như không phân biệt, như như một vị, như như giải thoát, như như cứu cánh. Vậy nên thể của chư Phật là không khác. Này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ nói Như Lai là đại sư của ta, nó có niềm tin chắc chắn như vậy thì họ liền ứng với tâm sâu xa, hiểu rõ thân của Như Lai không có sai khác. Này thì nam giới nghĩa này, đối với các cảnh giới, tất cả các tư duy không chân chắn đều đoạn trừ hết, liền biết pháp đó không có hai tướng, cũng không phân biệt. Vì tu hành của bậc thánh già như như đối với những vị ấy đều không có hai tướng, vì họ tu hành chân chánh, tất cả các chướng ngại như vậy đều được diệt hết, tất cả các chướng của như như đều diệt. Như vậy như như pháp trí như vậy đạt được thanh tịnh tối thắng, pháp giới như chánh trí thanh tịnh. Như vậy tất cả những sự tự tại bao gồm đầy đủ đều được thành tựu, tất cả các chướng đều trừ diệt, tất cả các chướng ngại đều được thanh tịnh, nên đó gọi là tướng chân thật của chánh trí chân như. Thế như vậy gọi là sự thế của bậc thánh, đó gọi là chân thật thế Phật. Vì sao? Vì như thật được thấy pháp chân như. Vậy nên các đức Phật đều có thể thấy khắp tất cả các đức Phật, các đức Như Lai. Vì sao? Vì hàng thanh văn độc giác đã thoát khỏi mắt cõi, cầu cảnh giới chân thật chẳng thể thấy biết. Như vậy vì cảnh giới của thánh nhân chẳng thể thấy biết nên tất cả phàm phu đều sinh nghi hoặc, phân biệt biên đảo, chẳng thể được giải thoát. Như con thỏ trôi nổi trong biển chắc chắn chẳng thể vượt qua. Vì sao? Vì sức của nó yếu ớt vậy. Và phàm phu cũng như vậy, chẳng thể thông đạt như như của pháp. Nhưng các đức Phật Như Lai không có tâm phân biệt, đối với tất cả pháp được đại tự tại, thanh tịnh đầy đủ, trí tuệ sâu xa, đó là cảnh giới của tự mình chẳng chung với người khác. Vậy nên các đức Phật Như Lai ở vô lượng vô biên a thân kỳ kiếp chẳng thiết thân mạng tu hành khổ hạnh, mới được thân tối thượng không ai sánh bằng, chẳng thể nghĩ bàn này. Mọi lời nói để nói lên cảnh giới là tịch tịnh phi diệu, không còn sợ hãi. Này thì nam, như vậy người thấy biết chân như của pháp thì không sinh già chết, tuổi thọ vô hạn, không có ngủ nghỉ cũng không đối khác, tâm luôn ở trong định không loạn động. Nếu đối với Như Lai khởi tâm tranh luận thì chẳng thể thấy được Như Lai. Lời nói của các đức Phật đều đem lại lợi ích, những người lắng nghe không ai chẳng giải thoát. Những loài cầm thú ác, ác người ác quỷ ác tuy chẳng gặp gỡ mà do nghe pháp nên quả báo vô tận. Nhưng các đức Như Lai không việc gì chẳng tỏ ký, tất cả cảnh giới đều không có tâm muốn biết,
sinh tử và niết bàn, không có tư tưởng khác. Lời thật ký của Như Lai luôn luôn chắc chắn. Trong bốn uy nghi của các đức Phật, Như Lai luôn luôn bao gồm trong trí tuệ. Tất cả các pháp, không có pháp nào chẳng được thấu gồm trong từ bi, và tất cả đều để làm lợi ích an lạc cho các chúng sinh. Này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ đối với kinh kim của mình này và lắng nghe tin hiểu thì không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ xuất sinh, Adula luôn ở cõi trời người, chẳng sinh vào nhà thấp hèn, đã được gần gũi các đức Phật Như Lai, nghe nhận chánh pháp, thường sinh vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật. Vì sao? Vì do được nghe pháp sâu xa này, thiện nam thiện nữ này sẽ được Như Lai tọa ký, sẽ được không thoái chuyển vô thượng chánh đại chánh giác. Nếu thiện nam thiện nữ đối với pháp vi diệu sâu xa này chỉ nghe qua một lần, phải biết người đó chẳng huyền bá Như Lai, chẳng kinh chưa chánh pháp, chẳng xem thường thánh chúng. Tất cả chúng sinh chưa gieo trồng thiện căn, họ đều khiến cho được gieo trồng. Cái đã gieo trồng thiện căn thì khiến cho tăng trưởng thành thục. Đối với các chúng sinh trong tất cả thế giới, họ đều khuyến khích tu hành sau pháp Ba La Mật. Bây giờ Bồ Tát Hư Không Tạng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Các Thiên Chúng liền đứng dậy, sẽ lại y áo bày da phải, cho tay cung kính lại dưới chân Đức Phật Tương. Và Thế Tôn, nó ở nơi nào có giảng kinh, giảng ở kinh điển di diệu Kim Quang Minh Vương này, thì ở đất nước ấy có bốn điều lợi ích. Những gì là bốn? Một, quân chúng của quốc vương hùng mạnh, không có những oán địch, lìa khỏi tật bệnh, tuổi thọ lâu dài, cái tường an lạc, chánh pháp hưng thịnh. Hai, trong cung phi hậu vương tử, các quan lại đều hòa hợp vui vẻ, không có tranh cãi, không còn chúa định, đã được sự ưu ái trong trọng dụng của vua. Ba, sa môn bà la môn và dân chúng trong nước đều tu hành chánh pháp, không có bệnh hoạn, an lạc, không có người chết oan. Đối với những ruộng phước, tất cả đều tu tập. Bốn, ở trong ba mùa, bốn đại luôn điều hòa thích hợp, tạo được chư thiên càng thêm ủng hộ, từ bi bình đẳng, không có lòng gây tổn thương tai hại, khiến cho các chúng sinh khi cánh tam bảo đều nguyện tu tập hạnh bồ đề. Đó là bốn việc lợi. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng thường vì lưu truyền rộng rãi các kinh điển nên theo người thọ trì kinh như vậy ở tại chỗ của họ và vì họ làm lễ. Đức Phật bảo: hay thay, hay thay, này thiện nam, đúng vậy, đúng vậy, các ông cần phải siêng năng lưu truyền kinh điển ví dụ này để khiến cho chánh pháp trụ lâu dài ở đời. Phẩm 4, mơ thấy trống vàng sám hối. Bây giờ Bồ Tát Diệu Trang ở trước Đức Phật đích thân được nghe dự pháp này rồi, vui mừng hớn hở, một lòng tư duy trở về đến chỗ của mình. Trong đêm, ông thấy cái trống vàng lớn, ánh sáng rực rỡ giống như phần mặt trời. Trong ánh sáng này, Bồ Tát thấy vô lượng các Đức Phật ở mười phương đang ngồi trên tòa lưu ly ở dưới cây báu, do vô lượng trong ngàn đại chúng vây quanh mà vì họ nói pháp. Thấy một vị Bà La Môn cầm dùi đánh trống vàng phát ra âm thanh lớn, trong âm thanh ấy giọng nói kệ tụng với diệu, nói rõ về pháp sám hối. Bồ Tát Diệu Tràng nghe rồi đều ghi nhớ rõ ràng tất cả. Sáng hôm sau, ông cùng với vô lượng trong ngàn đại chúng vây quanh đem theo những đồ cúng dường ra khỏi thành Vương Xá, đi đến núi Thủ Phong ở chỗ Đức Thế Tôn làm lễ dưới chân Đức Phật, rồi thiết bày hương hoa, đi nhiễu về bên phải ba vòng, lui về ngồi một phía, chắp tay cung kính chiêm ngưỡng tôn nhang Đức Thế Tôn. Thưa bạch Thế Tôn, ở trong mơ con thấy có vị Bà La Môn cầm dùi thánh chiếc trống vàng với diệu phát ra âm thanh lớn, trong âm thanh đó vừa nói lời kệ tụng với diệu, nói rõ về pháp sám hối, con đều ghi nhớ rõ ràng. Nguyện xin Đức Thế Tôn đủ lòng đại từ bi nghe lời nói của con. Ông liền ở trước Đức Phật mà nói kể rằng: con ở trong đêm trước mơ thấy chiếc trống vàng, hình thể rất đẹp đẽ, ánh sáng vàng tỏa quanh như mặt trời rực rỡ, ánh sáng muôn nơi chiếu muôn nơi, lan tỏa khắp mười phương, đều thấy các Thế Tôn ngồi trên tòa lưu ly ở dưới gốc cây báu. Vô lượng trong ngàn chúng cung kính bà vây quanh, có vị Bà La Môn dùng dùi đánh trống vàng, ở trong tiếng trống ấy nói kệ ví dụ rằng: trống kim quang minh phát tiếng hay, gian khắp cõi tam thiên đại thiên,
diệt trừ tội nặng trong ba đường và những khổ ách chốn nhân gian. Do y lực của tiếng trống này, diệt hẳn tất cả chướng não phiền, đoạn trừ kinh sợ khiến yên ổn. Ví như đón tự tại Mâu Ni Phật ở trong biển cả sinh tử, tất hạnh tu thành nhất thiết trí. Khi chúng sinh giác ngộ đủ đầy, cứu cánh đều về biển công đức, nhờ trống vàng này phát tiếng màu khiến mọi người nghe đạt phạm âm, chứng được quả bồ đề vô thượng, thường chuyển pháp luân diệu thanh tịnh, sống thọ chẳng thể nghĩ bàn kiếp, tùy cơ nói pháp lợi quần sinh, đoạn trừ phiền não mọi dòng khổ, tam sân si thảy đều diệt tan. Đã có chúng sinh ở đường ác, lửa lớn trực cháy khắp toàn thân, đã được nghe tiếng trống nhiệm màu, liên lìa khổ não quy y Phật, đã được thành tựu túc mạng trí, hay nhớ đời quá khứ trăm ngàn, đều luôn chánh niệm đấng Mâu Ni, được nghe lời Phật dạy sâu xa, nhờ nghe tiếng trống vàng thụ thắng, thường được thân cận các thế tôn, kỳ bỏ tất cả các nghiệp ác, tu hành thanh tịnh các nghiệp thiện, tất cả trời người các hữu tình, những người tôn trọng nguyện chí thành, được nghe tiếng trống vàng phi diệu, tất cả đều được thỏa mong cầu. Chúng sinh bị đọa ngục vô gián, khổ lửa rừng rực đốt cháy thân, không người cứu giúp chốn luân hồi, người nghe đều được trừ diệt khổ. Trong trời người bạn sinh ngạ quỷ, hiện tại đang chịu các khổ nạn, được nghe trống vàng phát tiếng diệu, đều được lìa khổ đạt giải thoát. Có mười phương hiện tại, lượng túc tôn thường trụ, nguyện đem lòng bi lớn, thương xót nhớ nghĩ con. Chúng sinh không ai cứu, dù không chỗ nương về, về những loài như vậy, hay làm nơi nương tựa. Tội con tạo dưới đây, ác nghiệp nặng vô cùng, nay trước đấng thập lực, con sám hối hết lòng. Con chẳng tin chư Phật, cũng chẳng kính mẹ cha, chẳng lo tu điều thiện, luôn tạo các nghiệp ác. Tự cho mình cả quý, dòng giống và tài vị, tuổi trẻ mãi buông lung, thường tạo các nghiệp ác. Lòng luôn khởi tà niệm, miệng nói những lời ác, không thấy điều tội lỗi, thường tỏ các nghiệp ác. Luôn làm điều ngu si, tâm cho mình che khuất, thuận theo bạn chẳng tốt, thường tạo các nghiệp ác. Hoặc vì ham giỡn vui, hoặc lại mang lo buồn, vì tham sân trói buộc, nên con tạo nghiệp ác. Gần gũi người chẳng lành, do ý sang tật đố, làm lừa dối bần cùng, nên con tạo nghiệp ác. Do gần gũi người ác, tâm bận sẽ kết ganh, bần cùng hay vô nịnh, nên con tạo điều ác. Tuy chẳng ưa lỗi lầm, nhưng do còn sợ hãi, chẳng hề được tự tại, nên con tạo điều ác. Hoặc vì tâm loạn động, hoặc do tâm giận hờn, da đói khát não phiền, nên con tạo nghiệp ác. Do y phục uống ăn, và tham ái nữ sắc, bị lửa phiền não đốt, nên con tạo nghiệp ác. Đối với Phật Pháp Tăng, chẳng có tâm cung kính, ta mời tội như trên, con nay xin sám hối. Với Bồ Tát độc giác, cũng không lòng cung kính, ta các tội như trên, con nay xin sám hối. Vô trì mê chánh pháp, chơi chánh pháp, bất hiếu với cha mẹ, ta các tội như trên, con nay xin sám hối. Do kiêu mạn ngu si và tham dục sân hận, ta các tội như trên, con nay xin sám hối. Con ở cõi mười phương, cúng dường vô số Phật, nguyện cứu giúp chúng sinh, khiến lìa các khổ nạn. Nguyện tất cả hữu tình đều trụ trong thập địa, phước trí viên mãn xong, thành Phật độ quần sinh. Con vì các chúng sinh khổ hạnh trăm ngàn kiếp, dùng lực đại trí tuệ khiến họ rời biển khổ. Con vì các hữu tình dễ nói kinh sâu xa, tối thắng kim quang minh, hay trừ các nghiệp ác. Nếu người trăm ngàn kiếp tạo tội nặng vô cùng, chỉ vừa mới phát lộ, mọi nghiệp ác liền diệt. Nương kim quang minh này, sám hối như trên đây, sẽ nhanh chóng diệt trừ tất cả các nghiệp khổ. Trăm ngàn định thù thắng, tổng tri chẳng nghĩ bàn, căn lực các giác chi, tu tập không biết mệt, con sẽ đến thập địa, chỗ đầy đủ cho báu, viên mãn công đức Phật, cứu độ dòng sinh tử. Con ở các biển Phật, tạng công đức sâu xa, diệu trí khó nghĩ bàn, đều khiến được đầy đủ. Nguyện sinh Phật mười phương,
quan sát hộ niệm con, đều dùng tâm đại bi thương nhận con, sám hối. Con ở trong nhiều kiếp đã tạo các nghiệp ác, do đó khổ não sinh, thương con nguyện tiêu diệt. Con tạo nghiệp chẳng lành, thường sinh lòng lo sợ, ở trong bốn uy nghi không lúc nào an lạc. Chư Phật đại từ bi, trừ sợ cho chúng sinh, nguyện nhận con sám hối, khiến được lìa ưu khổ. Con có chướng phiền não và cả những nghiệp báo, xin dùng nước đại bi tẩy rửa khiến thanh tịnh. Các tội con đã tạo và nghiệp ác đang tạo, con chư tâm phát lồ, nguyện tiêu trừ tất cả các nghiệp ác vị lai, phòng hộ không cho khởi, để sự có lỗi lầm không hề dám chơi cháu. Thân ba miệng bốn loại, ý nghiệp lại có ba, trói buộc các hữu tình tiếp nối từ vô thủy, do thân miệng ý này tạo tác 10 nghiệp ác. Nhiều tội lỗi như trên con nay đều sám hối. Nghiệp ác con tạo nên khổ báo phải tự chịu, nay trước các Thế Tôn con chỉ thành sám hối. Ở thế giới phương khác và trong thiền bộ này, tất cả các nghiệp lành con đều xin tùy hỷ, nguyện bỏ 10 nghiệp ác, tu hành 10 nghiệp lành, an trụ trong thập địa, thường thấy Phật mười phương. Con dùng thân niệm ý tu hành nghiệp phước trí, nguyện nhờ căn lành này mau thành tuệ vô thượng. Con nay đối trước đấng thập lực phát lồ những việc gây khổ nạn, nạn ba hữu phàm phu muội, nạn tạo nghiệp ác nặng vô cùng. Con đã chứa nhóm nạn tà dục, nạn thường khởi tham ái luân hồi, nạn ở thế gian thường chấp thủ, nạn tất cả phiền não phàm phu, nạn cuồng tâm tán loạn điên đảo, nạn theo gần gũi bạn bè, nạn hay tham nhiễm trong sinh tử, nạn sân si ám độn tạo tội, nạn sinh tám chỗ không nhàn hạ, nạn chưa từng chữa nhóm công đức. Con nay ở trước đấng tối thắng, sau mối nghiệp ác tội vô biên, con xin quy Phật hiện thể, lạy đấng vô thượng phước như biển, như núi vàng rộng chiếm mười phương, kính nguyện từ bi nhiếp thọ con. Thân màu vòng vàng rồng sáng thanh tịnh, mắt như lưu ly biết sạch trong, đấng danh xưng uy đức an lành, mặt trời từ bi trừ tối tâm, Phật nhật quang minh chiếu khắp nơi, hiền thiện thanh tịnh lìa các trần, trần môn đây vô cùng mát mẻ, trời nóng phiền não cho chúng sinh, 32 tướng rất trang nghiêm, 80 vẻ đẹp đều viên mãn, phước đất khó nghĩ không ai sánh, như mặt trời soi sáng thế gian, sắc như lưu ly sạch không bẩn, như vầng trăng sáng giữa hư không, ám thân vàng pha lê phía diệu, trang nghiêm bằng vô số quang minh. Ở trong dòng chảy khổ sinh tử, nước già bệnh lo buồn trôi cuốn, biển khổ như vậy khó chịu nổi, mặt trời Phật chiếu khiến cạn vô, con xin kính lễ nhất thiết trí, đấng hy hữu thế giới 3000, ánh sáng rực rỡ thân vàng rồng, các loài diệu bảo đều trang nghiêm. Như nước biển cả khó đo lường, bụi trần đại địa chẳng thể đến, như núi diệu cao không kể xiết, cũng không giới hạn như hư không, công đức chư Phật cũng như vậy, tất cả hữu tình chẳng biết được, dù vô lượng kiếp mãi tư duy, cũng không biết bờ biển công đức, đem hết đại địa các gò núi, nghiêng vùng như bụi có thể lường, đầu lông nước biển còn đếm được, không thể tính công đức Thế Tôn, tất cả hữu tình đều khen ngợi, các danh xưng công đức Thế Tôn, tướng tốt thanh tịnh đẹp trang nghiêm, chẳng thể số lượng biết rõ được, tất cả mọi thiện nghiệp của con nguyện được mong thành vô thượng tôn, và nó chánh pháp lợi chúng sinh, khiến đều giải thoát mọi khổ đau, hàng phục chúng ma quân đại lực, vận chuyển chánh pháp luân vô thượng, trụ lâu kiếp số khó nghĩ bàn, khi chúng sinh đủ vị cam lộ, giống như các bậc tối tháng xưa, sáu pháp ba la mật đều viên mãn, diệt sân si và các tham dục, đi phục phiền não trừ các khổ. Nguyện con thường được túc mạng trí, nhớ được trăm ngàn đời quá khứ, cũng luôn ghi nhớ đấng mâu ni, nghe pháp sâu xa của chư Phật. Nguyện con nhờ cho nghiệp lành này, phụng sự vô lượng tối thắng tôn,
sẽ lìa tất cả nhân bất thiện, luôn được tu hành phát huy diệu. Các chúng sinh của mọi thế giới đều lìa khỏi khổ được an lạc. Nếu người chẳng đầy đủ các căn khiến họ thân tướng được viên mãn, nếu có chúng sinh bị bệnh khổ, thân hình gầy yếu không chỗ nương, đều khiến bệnh khổ được tiêu diệt. Sắc lực các căn đều mạnh khỏe, nếu phạm phương pháp bị gia hình, mọi khổ bất ngạc sinh ưu phiền. Khi họ chịu cực khổ như thế, không ai cứu hộ chẳng chỗ nương, hoặc bị rơi gậy không cùm trói, những vật hay khổ bất tiết thân. Khi vô lượng trăm ngàn ưu não, bất ngạc thân tâm chẳng tạm yên, đã khiến được thoát khỏi trói buộc. Mọi sự khổ nạn vì roi gậy, người sắp bị chém được tha mạng, các mọi khổ đều khiến diệt trừ hẳn. Nếu có chúng sinh bị đói khát, khiến họ được đủ loại vị ngon, người điếc được nghe, mù được thấy, người què đi được cầm biết nói, chúng sinh nghèo khổ được kho báu không thiếu thốn, kho lẫm đầy tràn, đều khiến được niềm vui thượng diệu. Phần chúng sinh nào bị khổ buồn, tất cả trời người đều ưa thấy, tướng mạo hiền từ và đẹp đẽ, đều đang được vô lượng an vui, phước trời đất đầy đủ, sống thịnh vượng. Các chúng sinh nghĩ về kỹ nhạc, âm thanh vi diệu liền nổi lên, nghĩ nước liền hiện ra mát mẻ, hoa sen sắc vàng nổi bên trên. Tùy tâm chúng sinh nghĩ tưởng gì, thực phẩm y phục và giường nằm, vàng bạc lưu ly, châu báu đẹp, chữ ngọc trang nghiêm đều đầy đủ, không cho chúng sinh nghe tiếng ác, cũng chẳng thấy nhau sự lỗi lầm, tất cả tướng mạo đều đẹp đẽ, luôn thương yêu nhau bằng từ tâm. Vật dụng vô sống ở thế gian đều được đầy đủ theo ý muốn, cô quý đạt được không tham tiếc, đem chi bố thí cho chúng sinh, hương đốt, hương xoa và hương bột, các loại hoa đẹp đủ màu sen, mỗi ngày ba thời từ cây rụng, lưu ý sử dụng, xin vui mừng. Vì các chúng sinh đều cúng dường tất cả đấng tối thắng mười phương, pháp ba thừa thanh tịnh vi diệu, chứng Bồ Tát độc giác thanh văn. Thường nguyện chớ ở chỗ thấp hèn, chẳng đọa tám không nơi không ăn ổn, xin vào cõi người sống an vui, được gần phụng sự Phật mười phương. Nguyện thường được sinh nhà giàu sang, của cải kho báu luôn đầy tràn, tướng mạo tiếng khen không ai sánh, tuổi thọ lâu dài hàng kiếp số. Nguyện cho người nữ được thành nam, cường tráng thông minh nhiều trí tuệ, tất cả thường hành đạo Bồ Tát, xuyên tu tháo độ sáu độ đến bờ kia, thường thấy vô lượng Phật mười phương, an trụ ở dưới cây báu chúa, ngồi tòa sư tử lưu ly đẹp, luôn được đích thân truyền pháp luân. Nếu ở quá khứ và hiện tại, luân hồi ba cõi tạo các nghiệp, phải bị đọa vào đường bất thiện, xin nguyện được tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả chúng sinh trong biển cõi, bị lưới sinh tử trói chắc bền, bị đem kiếm trí mà cắt đứt, lìa khổ mau chóng chứng Bồ Đề. Chúng sinh trong thiện bộ châu này, hoặc ở các thế giới phương khác, đã tạo các phước điền thù thắng, còn nay phát nguyện đều tùy hỷ, đem việc phước đức tùy hỷ ấy và thân miệng ấy tạo nghiệp lành, nguyện nghiệp thù thắng luôn tăng trưởng, mau chứng đại Bồ Đề vô thượng, có lúc lễ lại khen ngợi Phật, thâm tâm thanh tịnh không giao ế, hướng phát nguyện phước vô biên, được thoát đường ác 60 đời. Nó có người nam người nữ nào, các dòng họ lớn bà La Môn, chắp tay một lòng khen ngợi Phật, đời đời luôn nhớ việc đời trước. Các căn thanh tịnh, thân viên mãn, công đức thù thắng đều thành tựu, nguyện đời vị lai sinh chỗ nào cũng được trời người thường chiêm ngưỡng, chẳng phải một chỗ một Phật mười Phật tu các căn lành được nghe kinh, chỗ trăm ngàn Phật trọng căn lành mới được nghe pháp sám hối này. Bây giờ Đức Thế Tôn nghe lời như vậy xong, khen Bồ Tát Diệu Tràng rằng: hãy thay hay thay nơi thiền nam, như giấc mơ của ông trống vàng phát ra âm thanh khen ngợi công đức chân thật của Như Lai cùng pháp sám hối. Nếu có người nghe đã được phước rất nhiều, làm đỡ cho các hữu tình, diệt trừ tội chướng, ông đây nên biết nghiệp thù thắng này đều là nhân duyên tu tập phát nguyện và khen ngợi từ quá khứ, do y luật của chư Phật giáo hộ, nhân duyên này ta sẽ bị ông giải nói.
các đại chúng nghe pháp này rồi đều hoan hỷ kính tin phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Cang Bên Tối Thắng Vương quyển 2. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nền bốn ân nặng dưới quốc khổ ba đường, xin hồi hướng cho tất cả những thân nhân thân bạn quyến thuộc, cha mẹ anh em dù đã quá vậy họ con trong hiện tại đều sống thoát khỏi cảnh khổ, xin làm người làm trời, được gặp Phật, nghe pháp, theo cúng dường Phật Bát Tăng Tam Bảo, đều sanh vô lượng thiện căn công đức, luôn an trú cho danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phát nguyện cầu bằng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì chúng con khi mạng chung được Đức Phật A Di Đà, cùng chư vị thanh chúng có mặt hào quang, tiếp giờ chúng con được bản sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, nguyện mau thành Phật, rộng độ chúng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Kinh Kim Cang Bên Tối Thắng Vương.